Vâng, thưa quý vị, từ lâu thì chiếc áo dài đã trở thành một hình ảnh rất là quen thuộc không chỉ đối với những người phụ nữ Việt Nam mà nó còn dường như đã ngầm được hiểu là một hình ảnh biểu trưng cho tâm hồn của con người Việt Nam nữa. Và cho dù là có đi đến phương trời nào, khi mà nhìn thấy bóng dáng của chiếc áo dài thì chúng ta đều thấy được hình bóng của người Việt Nam ở đó, giống như trong câu hát mà tôi đã từng được nghe, nếu thấy bão áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, đúng không ạ? Vâng ạ, có lẽ rằng cũng giống như mà những gì mà như Vy Dung vừa chia sẻ và cũng xuất phát từ những ý tưởng đó, thì trong đêm diễn áo dài của chúng ta vừa diễn ra tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám thì 17 nhà thiết kế từ Bắc tới Nam đã mang đến những bộ sưu tập vô cùng đẹp mắt và dành tặng cho Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam. Vâng, và trong đêm trình diễn này thì chúng ta không chỉ nhìn thấy hình ảnh thân quen của những người mẹ, sự nền nã hiền dịu của những người chị hay là nét yêu kiều của những cô gái Việt Nam mà chúng ta còn có thể thấy được cả bóng dáng của vẻ đẹp người Hà Nội xưa nữa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bộ sưu tập này. Này là phố cổ của Gemini, trong gam màu tương phản và đậm chất thi ca hiện đại. Những cây bàng trụi lá mùa đông vẫn có một sức bật mạnh mẽ. Hay ký họa về thành phố Hồ Chí Minh, một nét chấm phá mang tính sinh động muôn màu của một thành phố hoa lệ. Này là cúc Hà Nội, với cảm nhận về Hà Nội là những đóa cúc rực rỡ mà chúng ta có thể nhìn thấy quanh năm trên mảnh đất hùng thiêng này. Cuộc hành trình của áo dài tái hiện lại sự phát triển của áo dài qua các thời kỳ. Chợt thấy xốn sang trước song xưa phố cũ với ý tưởng từ tựa đề cuốn sách của nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế về những khung cửa Hà Nội xưa. Hà Nội in Hà Nội của nhà thiết kế Việt Hà lại là lời trần tình của một người trẻ muốn đắm chìm trong những di sản của Hà Nội để sáng tạo về Hà Nội bằng quan niệm sống của thời đại. Sen muôn đời vẫn là biểu tượng của người phụ nữ Việt và sen lạnh của nhà thiết kế Minh Hạnh mang ý nghĩa về những tố chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam, rất mạnh mẽ, bền bỉ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà vẫn luôn giữ được tinh thần của hoa sen. Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện về cuộc sống, là cách thể hiện cảm hứng sáng tạo của các nhà thiết kế về tà áo dài Việt và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.